Báo các bác vừa cứ cuối tuần là mình cứ đi về quê mất tầm khoảng mấy ngày. Chim cứ để ở trong phòng nha các bạn. Nuôi theo đàn như thế này thì chắc là không không có thi thố gì được rồi. Đây. Bạn để tối đây. Nói chung là những năm trước thì mình hay đi thi nhiều thì có nhiều thời gian hơn. Còn những năm trở lại đây thì mình bận nhiều hơn, do vậy là không có nuôi chim đi thi, chỉ nuôi chơi hót ở nhà thôi. Vì để nuôi một con chim thi thì là thường là sẽ có một chế độ nuôi riêng chứ không nuôi theo đàn. Nuôi theo đàn như thế này thì khó mà thi thố lắm. Bây giờ mới đi 2-3 ngày mới lên để cho nó tắm đây. Tắm mỗi lần là mấy con liền luôn cho nó nhanh nha các bạn. Lấy nước cùng mình. Cá bên đây này. Đây là con chim ngày trước đi thi nhưng vẫn đấy, nuôi theo đàn như này. Đây kia có một con thay lông, đây là chào mào. Nhưng mà đợt này chơi hót thôi nha các bạn, không có thi thố gì. Được. Em đang quay rất là thực tế cho các bác. Ở nhà mình cũng nuôi rất là bình thường thôi. Cám thì vẫn ăn một loại quanh năm nha các bạn. Thay lông cứ 2 ngày tắm một lần, nhưng ngày nào cũng phải dọn lông. Lông cũng phải dọn sạch sẽ. Hot ghê. Anh đổ nước ra là mình cho từng con ra nhỉ. Năm nay thì một tuần mình cứ về mấy lần, là về quê có mấy ngày là chim cò cứ vứt đấy thôi. Chứ con này ra trước đấy, mái cái xì suốt ngày nuôi chim thi nó cũng khó đây. Đây là nuôi hót nhà cho vui thôi. Cứ một tay cầm điện thoại, một tay quay em ra là sẽ hơi cám nước vẫn đầy.
Giờ thì mình chỉ nuôi mỗi loại là 1-2 con thôi các bạn, không có nuôi được nhiều như ngày xưa. Ngày xưa thì nuôi nhiều hơn bây giờ. Bây giờ còn để cái thời gian để làm cám nha các bạn, vì cái thời gian cám bã nó cũng bận nhiều. Đây là chào mào này, thay lông. Màu này nó đang thay lông, chắc tầm khoảng tháng nữa là xong. Cám nước vẫn đầy đủ. Còn mào nữa ra. Này đã thay lông. Sang rồi. Mày hot ghê. Này đang thấy lông.
lồng, cho một lồng nữa ra. Còn chuyển này ra đi. Này hơi dẫy một chút. Đó, ba thấy không? Tắm vậy thôi. Còn bây giờ là vào dọn dẹp lồng. Mình bắt đầu lấy cám xuống nha các bạn, con nào ăn cám nào thì để sẵn vào đây. Cám trời à này, cám màu này, mi này. Nói chung là nhà mình mỗi loại chim ăn một loại cám thôi, rất là dễ, rất là tiện. Nước này đây là thay. Đây mình lót giấy ở đây rồi. Đó. Thay lồng. Còn cá như này thôi, không cần cho gì cả. Đấy, con này tương tự như vậy, cứ dọn dẹp dần thôi nha các bạn. Lót giấy rất là sạch. Cám rồi thì cho ăn thêm. Đấy, cám mi, chòe và màu được cùng giá là 200 một cân nha các bạn, miễn phí ship tận nhà luôn. Ai nước vẫn còn. Chào màu này. Chào màu thái lông này, ăn thêm đu đủ. Quên mất không cầm quả đu đủ lên. Mình xuống lấy đu đủ cho nó ăn. Trong này vẫn còn cơ. Em ơi, làm gì cầm cho anh một quả đu đủ với con dao ăn đây nhá. Đấy, có người lấy rồi. Bảo dọn dẹp tiếp đây. Đấy, bạn nào có nhu cầu cám thì cứ liên hệ trực tiếp với Cám Đất Việt theo số điện thoại này nhé. Chuyên cám nghi chòe màu này. Bạn nào có thực phẩm nuôi cu gáy sinh sản thì có thể là lấy thêm cám cu gáy. Đấy, còn không thì mình chuyên ba cái loại này, cám nghi chòe màu. Chơi chim hót nhà chủ yếu thôi. À, vui. Và nhỏ đây đúng không? Ừ. Để ra đây. Hôm nay về quê bắt được quả đu đủ ngon. Có 3 con mèo. Ngon nha các bạn. Đó. Chào màu là phải có đu đủ mùa thay lông này. Rất là tuyệt vời.
Cám thì ăn một loại này thôi, cám ở cám xin đất Việt nhá, cám chào màng đây này, cũng 200 một cân, miễn phí ship tận nhà. Thì mình cho ra cái hộp này để cho vào cho nó dễ. Thay lông xong và ăn, cũng ăn một loại mà thay lông ăn một loại thôi. Cái này để tí nữa cho con nữa. Còn cái bọn họa mi ấy thì chè thì nó chỉ ăn đấy thôi, ăn dế. Dế đâu nhỉ? À đây, dế trong này. Sâu thì mình không cho ăn mấy đâu, mình cho ăn dế là chủ yếu. Đây này, dế đây. Đây là kẹp dế, bạn nào có nhu cầu với kẹp dế này cứ liên hệ với cám đất Việt nhé. Có kẹp dế luôn đấy. Dế tí nữa thì mình sẽ đem một tay mình cầm điện thoại mình không có bắt được, tí nữa mình bắt. Giờ mình dọn nốt cái lồng này. Đây là lồng con chuẻ. Đó, các bạn thấy đấy, mình nuôi rất là đơn giản, bình thường thôi nhá. Thực tế nuôi ở nhà là như vậy. Thì một lần nữa chia sẻ lại, các bạn có nhu cầu liên hệ với cám đất Việt nhá, theo số điện thoại này. Và bây giờ mình sẽ cho nó tắm tầm khoảng 15 phút nữa thì sẽ cho các bạn ấy nghỉ. Đó. Rồi, nuôi chơi nhà là chủ yếu. Cảm ơn tất cả các anh em đã luôn luôn theo dõi ủng hộ cám xin đất Việt nhá. Chào tất cả các bạn.